là mẫu xe thay thế cho SH300i, SH350i được Honda Việt Nam chuyển sang lắp ráp trong nước, hiện đang gây chú ý không phải là thiết kế, trang bị hay động cơ mà vì xe có giá niêm yết siêu rẻ với hai phiên bản là tiêu chuẩn và thể thao với mức giá lần lượt là 146 triệu đồng và 147,5 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn đáng kể mẫu xe tiền nhiệm SH300i 265 triệu đồng và chưa bằng một nửa giá SH350i nhập ý. Nhận xét về mức giá niêm yết của SH 350i chính hãng, anh Phan Huy, chủ một cửa hàng chuyên bán xe máy nhập khẩu ở Long Biên, Hà Nội cho biết, SH 300i và SH 350i là mẫu xe ga cao cấp phân khối lớn, vốn kén khách tại Việt Nam chính vì thế Honda đang dụ người dùng bằng cách lắp ráp trong nước để giảm giá thành để hy vọng nó sống khỏe như SH 125cc và 150cc. Công nhận mức giá hãng đưa ra quả là hấp dẫn nhưng tôi tin SH-350i nhập Ý sẽ không bị ảnh hưởng bởi xe lắp ráp trong nước. Chưa kể, xe chính hãng chắc chắn sẽ gặp tình trạng đội giá khi bán ra thị trường. Đến lúc đó, nó cũng không đến mức tranh lệch cao với xe nhập như giá niêm yết đưa ra hiện nay, anh Huy nói. Anh Nguyễn Tiến ở Cần Thơ là một trong những người đầu tiên nhận cọc xe SH-350i nhập khẩu. Hồi cuối tháng 4 cũng cho biết SH-350i chính hãng giá rẻ như vậy đương nhiên sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến giá và đầu ra của xe ý tại thị trường Việt sắp tới. Theo anh Tiến, đã có nhiều người mua xe sh 350 y nhập ý từ Anh, nhưng đến nay họ không hề phần nàn gì sau khi có thông tin xe lắp ráp bán giá rẻ như vậy. Thực tế, những người mua SH nhập ý với giá trên 300 triệu đa phần họ rất là yêu thích xe nhập. Và họ vốn cũng khá nhiều tiền, nên mới chấp nhận bỏ một số tiền lớn, có thể là cao hơn giá thị trường chỉ để được sở hữu đầu tiên trước khi xe nhập về đại trà. Anh Tiến nói, đánh giá chung về cuộc cạnh tranh thị phần sắp tới, giới buôn xe máy nhập khẩu tự tin cho rằng xe SH350i nhập ý vẫn sẽ đắt hàng. Bởi lâu nay, tâm lý xính ngoại vẫn được xem là là một trong những đặc sản của người Việt. Anh Phan Huy nói, thực tế qua nhiều năm kinh doanh xe, tôi thấy nhiều người đã từng sử dụng qua hai dòng xe nhập khẩu và lắp ráp, đa số đều đánh giá cao chất lượng của xe nhập khẩu hơn xe lắp ráp. Nhiều người cho rằng, họ thích xe nhập hơn xe lắp ráp trong nước chỉ vì một lý do rất đơn giản, vì đó là xe nhập khẩu với họ, hàng nhập khẩu, sản xuất ở các nước phát triển bao giờ cũng là hàng tốt hơn. Là người tiêu dùng đang sử dụng SH300i đời 2017, anh Hoàng Văn Minh ở Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ, SH nhập ý và SH Việt chất lượng khá khác nhau. Tôi đang đi SH300i 2017, và thật sự xe nhập châu Âu vẫn khá tốt từ chất máy, ngoại hình đến thân vỏ dày hơn hẳn. Trong khi xe lắp ráp, tôi cảm giác thân vỏ xe vẫn còn mỏng, đập nhẹ tay vào đã nghe kêu bôm bốp. Nhiều bạn bè tôi mấy ngày nay rủ nhau đặt cọc xe SH350i vì cho rằng giá tốt, xe đẹp. Nhưng tôi thì thấy mức giá 146 triệu đồng chưa hẳn đã rẻ. Chưa kể, giá xe bán ra thị trường có thể đội lên trên dưới 200 triệu đồng. Ý kiến cá nhân của tôi cho rằng, chất lượng giữa xe nhập và xe lắp ráp trong nước thực sự vẫn còn ở một khoảng cách rất xa. Anh Phạm Văn Tân, ở Đống Đa, Hà Nội cho biết, lựa chọn giữa xe nhập hay xe lắp ráp luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Không riêng gì SH mà hiện nay một số dòng xe khác của Honda, như Honda Way 125 y nhập từ thị trường Thái Lan, thực chất chính là mẫu xe số Honda Future 125 ở Việt Nam. Hai mẫu xe này giá bán chênh lệch nhau gần gấp đôi nhưng Way 125 y nhập Thái về vẫn được săn mua rất nhiều. Thậm chí, sau mấy chục năm, Honda Dream bản nhập Thái dù đắt hơn xe Việt 4 năm lần, nhưng vẫn thuộc hàng hiếm và các dân chơi chịu chi cả trăm triệu đồng để sở hữu. Điều đó cho thấy, xe máy nhập khẩu vẫn rất được lòng người tiêu dùng Việt xét trên nhiều phương diện từ diện mạo, trang bị tiện nghi, tính năng an toàn. Phần lớn xe nhập khẩu đều đạt chất lượng vượt trội hơn hẳn so với xe lắp ráp. Vì vậy, việc tâm lý khách hàng mê xe nhập hơn xe lắp ráp cũng không quá khó hiểu. Theo kế hoạch, mẫu xe tay ga phân khối lớn này sẽ được bán ra từ ngày 22 tháng 9 tới. Đến nay, dù chưa mở bán chính thức, nhưng nhiều đại lý hết Honda đã chào bán, nhận đặt cọc mẫu xe này với giá tranh từ 30 đến 40 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng. Tình trạng đội giá bán ở các mẫu xe mới của Honda lâu nay vẫn khiến người tiêu dùng không khỏi bức xúc. Honda Việt Nam đã nhiều lần trả lời rằng đại lý xe máy đều là mua đứt bán đoạn, nên hãng rất khó kiểm soát giá bán lẻ mà chỉ đưa giá đề xuất. Hãng sẽ cố gắng điều chỉnh lượng cung để giá không bị đẩy cao khi khan hàng.